Kính thưa giáo sư Ngô Quý Châu cùng toàn thể các đồng nghiệp, hôm nay tôi xin trình bày cập nhật chẩn đoán và điều trị hen. Thì thật sự ra thì có rất là nhiều cái guideline về hen, nhưng mà hiện nay cái guideline mà được các nhà khoa học trên thế giới cùng sử dụng đó là GINA. Sở dĩ GINA được đồng thuận như vậy là vì ông Clarence Fang, chủ tịch của Viện Tim Phổi Huyết học Hoa Kỳ, đã kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới để đưa ra một cái hướng dẫn vừa khoa học mà vừa có tính khả thi trên toàn cầu. Thì GINA cứ 4 hoặc 5 năm thì họ sẽ viết lại một lần, revise. Và mỗi một lần viết lại như vậy thì những cái thay đổi là hết sức là quan trọng. Và chúng ta sẽ không sử dụng những cái phiên bản cũ hơn. Thì cái thay đổi lớn nhất là vào năm 2019. Thì GINA 2019 thì đã có một cái sự thay đổi nền tảng. Đó là không có được điều trị hen với thuốc giãn phế quản SABA tác dụng ngắn đơn độc. Cái điều đó là điều quan trọng nhất, thay đổi lớn nhất của GINA 2019. Là vì sao mà lại có một cái thay đổi quan trọng như vậy? Là bởi vì bệnh nhân hen nhẹ thì thường có cái khuynh hướng là chỉ dùng SABA đơn độc. Nhưng mà dù cho họ nhẹ như vậy, họ vẫn có những cái biến cố rất là nghiêm trọng. Người ta thấy là 30-37% người trưởng thành bị hen cấp dù họ bị hen nhẹ, 16% bị đe dọa tính mạng, và 15-20% người trưởng thành chết do hen. Và các cái yếu tố khởi phát thì là rất là biến đổi: virus, phân hoa, ô nhiễm, tuân thủ kém. Và vì sao mà người ta lại lạm dụng cái SABA như vậy? Là bởi vì 50 năm nay người ta khởi đầu, người ta cho rằng là hen là cái bệnh co thắt đường dẫn khí, cho nên cái thuốc sử dụng đầu tay là làm giãn phế quản. Nhưng mà sau đây thì người ta lại thấy là đó là do viêm, và từ năm 70 trở đi thì là bắt đầu sử dụng ICS. Và cái SABA thì là nó lại làm giảm triệu chứng rất là nhanh, và khi mà vào phòng cấp cứu hoặc là những cơn xử trí kịch phát trong bệnh viện thì người ta cũng sử dụng SABA. Và cái sự mong muốn của bệnh nhân hen thì cũng rất là thấp, chỉ cần là cắt được cơn hen thì họ bằng lòng, vì như thế họ không thấy cái nhu cầu phải sử dụng ICS. Nhưng mà nếu mà sử dụng SABA thường xuyên thì sẽ có nhiều tác dụng phụ, và đây là những cái cơ chế rất là sâu mà lần đầu tiên GINA thông báo. Đó là sẽ làm giảm hoạt động thụ thể beta, làm giảm khả năng bảo vệ phế quản, làm tăng phản ứng quá mẫn đường dẫn khí và giảm đáp ứng với thuốc giãn phế quản, tăng phản ứng dị ứng và tăng viêm đường hô hấp, thể tăng bạch cầu ái toàn. Ngoài ra thì sử dụng SABA nhiều thì sẽ đưa đến những cái kết quả lâm sàng bất lợi. Nếu mà sử dụng 3 ống SABA trong 1 năm thì sẽ có nguy cơ nhập cấp cứu, 12 ống trên 1 năm thì sẽ có tăng nguy cơ tử vong. Và như vậy thì với cái mục đích để thay đổi cái thói quen sử dụng SABA khi cần, thì đã có hai cái nghiên cứu rất là quan trọng được đăng trên New England Journal of Medicine vào năm 2018. Đó là việc sử dụng budesonide formoterone khi cần đối với hen nhẹ. Và một cái nghiên cứu thứ hai thì so sánh cái việc sử dụng budesonide formoterone khi cần so với dùng budesonide thường xuyên ở hen nhẹ. Và hai cái nghiên cứu này thì đã ủng hộ cái việc sử dụng budesonide formoterone khi cần ở hen nhẹ. Thì đây là một cái bước mà GINA cho là rất là quan trọng, để thay vì sử dụng SABA khi cần thì bây giờ sẽ dùng budesonide formoterone khi cần. Và GINA cho rằng là cái thay đổi năm 2019 đó là cái thay đổi quan trọng nhất của GINA trong vòng 30 năm qua. Và đó là một kết quả của cuộc vận động suốt 12 năm của GINA để có chứng cứ cho cái việc này. Và câu nhấn mạnh là chúng ta sẽ không dùng SABA đơn thuần, kể cả ở bậc 1 cho bệnh nhân hen.
Và một điều Gina luôn luôn nhấn mạnh là họ chỉ là một chiến lược toàn cầu, strategy, không phải là guideline. Cho nên tất cả các quốc gia thì đều có quyền sử dụng và cải biên Gina để cho phù hợp với điều kiện của mình. Thì chúng tôi rất là làm vui mừng khi mà Bộ Y tế phát hành được cái hướng dẫn quốc gia. Đây là một cái bản hướng dẫn mà chúng ta đã chờ đợi 10 năm qua, và cũng phải rất cảm ơn giáo sư Ngô Quý Châu cùng tất cả các thành viên của Hội Hô hấp Việt Nam đã góp công để viết nên cái bản hướng dẫn này. Thì chúng ta sẽ có một cái bài báo cáo chi tiết về hướng dẫn này. Trong GINA năm 2020 thì họ báo cáo thêm các chứng cứ ủng hộ vai trò ICS hoặc Moterol khi cần ở hèn nhẹ của ông Beasley, của Hardy, cũng đăng trên những tờ báo rất lớn, New England Journal of Medicine và Lancet. Và những cái nghiên cứu này thì họ trình bày của bệnh nhân dùng trong đời thực, kể cả bệnh nhân đang dùng Saba. Và cho phép rằng là chúng ta có thể sử dụng ICS hoặc Moterol mà không có tùy thuộc vào các đặc điểm cơ bản. Tức là chúng ta cũng không cần phải tìm các dấu ấn viêm như eosinophil trong máu hoặc là FeNO để quyết định sử dụng budesonide hoặc Moterol khi cần cho bệnh nhân hen nhẹ. Thì chúng ta cũng trở lại cái định nghĩa hen của 2020 thì cũng như vậy, tất cả các bác sĩ đều biết cái điều quan trọng nhất đó là viêm đường thở mạn tính, tức là phải sử dụng ICS, không phải là Saba. Và điều thứ hai nữa là thay đổi, triệu chứng cũng thay đổi và giới hạn đường dẫn khí cũng thay đổi. Và chẩn đoán hen thì Gina cũng đã nói rồi, chúng ta phải cần bệnh sử và chúng ta cần giới hạn luồng khí thay đổi. Và các triệu chứng của bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân đã kiểm soát rồi thì sẽ khó hơn một chút để mà chẩn đoán. Và một câu rất là quan trọng là nếu mà chúng ta nói hen do viêm thì chúng ta phải có cái marker về viêm, hoặc là tăng phản ứng của quá mức đường thở thì chúng ta phải làm cái test với metacholine. Nhưng mà may một cái là Gina nói rằng là những cái điều này là không cần thiết. Cho nên là quý vị chỉ cần làm một cái hô hấp ký có test giãn phế quản để chứng minh là có giới hạn đường thở và thay đổi sau test giãn phế quản là đủ rồi. Đây là một cái điều rất là quan trọng và chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng để tất cả mọi cái đơn vị quản lý hen thì phải có một cái hô hấp ký. Và đối với cái FeNO thì là do hàng ngày, càng ngày chúng ta càng sử dụng rất là nhiều và cũng tương đối mắc. Nhưng mà Gina thì không ủng hộ lắm, bởi vì cho rằng là FeNO chỉ có tương quan yếu đối với eosinophil trong máu đàm mà thôi. Và đặc biệt là quý vị không được dùng FeNO để loại trừ hay là để xác định chẩn đoán hen. Đó là một cái câu rất là quan trọng. Là bởi vì FeNO mặc dù cao ở cái nhóm viêm do TH2, tức là 80% hen, nhưng mà những cái tình trạng không hen nó cũng tăng. Ví dụ như viêm phế quản do eosinophil, do cơ địa dị ứng, do viêm mũi dị ứng hay là đàm thì nó cũng tăng. Và ngược lại thì nó sẽ không tăng do hen, do neutrophil hoặc là ở người hút thuốc, co thắt phế quản, pha sớm của phản ứng dị ứng. Và trong nhiễm siêu vi thì nó lại tăng hoặc là giảm, cho nên nó rất là dao động và chỉ được dùng để củng cố chứ không được dùng để xác định hay loại trừ chẩn đoán hen. Và như thế thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải có được một cái bằng chứng về giới hạn luồng khí dao động. Thì ít nhất là chúng ta phải có một lần FEV1 trên FVC dưới mức LLN. Điều này cũng rất là quan trọng, LLN chứ không phải là 80, 70 hay là 85, và FEV1 thấp. Và sau khi mà thử test giãn phế quản thì FEV1 sẽ tăng 200 ml và 12%. Đối với trẻ con thì mình chỉ dùng 12% là đủ rồi. Và những bệnh nhân nặng hơn thì có thể là sau 4 tuần lễ dùng thuốc kháng viêm thì chúng ta mới thấy được là cái đường thở nó đã mở ra. Và đây là những cái hô hấp ký điển hình mà chúng tôi hy vọng là chúng ta đã có rất nhiều ở các cái đơn vị của mình. Như thế thì nếu mà chẩn đoán hen với người lớn thì chúng ta có thể sử dụng hô hấp ký. Đối với trẻ con 5 tuổi thì bệnh sử lâm sàng X-quang và cũng rất là may mắn là lớn hơn 5 tuổi thì chúng ta cũng đã có thể sử dụng hô hấp ký để chẩn đoán rồi.
Nhưng mà đối với trẻ con dưới 5 tuổi thì đây là một vấn đề rất là khó. Và một cái điều nguy hiểm là nếu mà các bác sĩ không có một cái chứng cứ khách quan để xác định chẩn đoán hen thì chúng ta sẽ rất là ngần ngại đưa ra cái chẩn đoán hen. Và như thế thì dẫn đến những cái chẩn đoán viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản tái đi tái lại, viêm phế quản dạng hen mà chúng ta không dám nói là hen. Thế thì rất là may mắn là chúng ta đã có cái dao động xung ký. Và ở đây, ở Hà Nội, chúng ta đã có ở Bệnh viện Nhi Trung ương thì cho phép chúng ta chẩn đoán hen ở những đứa trẻ trên 2 tuổi. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã có nhiều IOS và các bác sĩ là gần như luôn luôn dựa lên cái IOS để cho chẩn đoán hen cho những đứa trẻ 2 tuổi trở lên. Thì đây là những cái kết quả rất là cụ thể cho biết kháng lực đường dẫn khí, cho chúng ta biết cái test giãn phế quản. Nhưng đối với trẻ dưới 2 tuổi thì là khó hơn rồi. Thì cũng rất là may Gina cho chúng ta một cái bảng rất là hay để cho chúng ta có thể hướng đến cái chẩn đoán hen. Đầu tiên là cái nhiễm trùng đường hô hấp trên. Nếu mà chúng ta sẽ phân biệt, nếu đứa nhỏ này nó chỉ bị những cái đợt dưới 10 ngày và trong một năm thì chỉ bị 2 cho tới 3 đợt, và đặc biệt là giữa các cái triệu chứng, giữa các cái đợt đó thì không có triệu chứng gì hết, thì như vậy chúng ta ít nghĩ tới hen. Và ngược lại, ở một cái thái cực khác là nếu mà mỗi một cái đợt là hơn 10 ngày và một năm thì có 3 đợt, hoặc là có đợt nặng hoặc là xấu đi về đêm, và đặc biệt là giữa các đợt thì ho, khò khè, khó thở, khi đùa giỡn, khi cười, dị ứng chàm, dị ứng thức ăn, hoặc là gia đình có bệnh sử về hen, thì đây là hầu hết là hen. Thế thì đây là một cái bảng hết sức là quan trọng. Còn nếu mà ở chính giữa thì chúng ta sẽ theo dõi. Và như thế thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái đợt mà nhiễm do siêu vi thì chúng ta sẽ rất là khó phân biệt, biết là hen hay là không hen. Thì như thế tất cả chúng ta đều quen thuộc với cái việc sử dụng kháng thủ thể Leukotriene. Việc sử dụng kháng thủ thể Leukotriene trong khò khè do virus thì sẽ làm giảm cấp cứu, giảm đi khám, giảm thời gian nhập viện. Và đối với những trẻ hen đi nữa thì cái việc sử dụng Leukotriene do virus cũng làm giảm 35% việc sử dụng dịch vụ y tế, giảm số lần đi khám bác sĩ và cải thiện thời gian trẻ đi học. Và cái bảng mà thay đổi quan trọng nhất trong Gina 2020 là cái bảng điều trị này. Thì so với 2019 thì Gina 2020 đã đưa ra thêm cho quý vị các cái cách để mà chọn cái bậc điều trị đầu tiên. Cái thay đổi quan trọng nhất là ở bậc 2 bắt đầu cho phép sử dụng ICS phocmoterone liều thấp khi cần, và ở bậc 1 ICS liều thấp phocmoterone khi cần. Và cái thứ 3 nữa là dùng ICS liều thấp phocmoterone khi cần đã trở thành thuốc cắt cơn ưu tiên hơn là SABA. Thì đó là những cái thay đổi lớn nhất của Gina năm 2020. Thì thật sự nghe thì cái việc này hiện giờ vẫn còn đang tranh cãi. Chúng tôi rất là băn khoăn về cái việc sử dụng khi cần. Thì tôi cũng đã viết cho bà Helen Redo và ông Betterman là những cái người chủ biên trong cái quyển này. Thì họ nói là họ đang xem xét những cái ý kiến sử dụng khi cần này. Có thể là chúng ta hạ liều xuống. Thay vì dùng hàng ngày thì chúng ta có thể dùng cách ngày, cách 2 ngày và cách tuần để mà vẫn sử dụng cái kiểm soát hen bằng các thuốc ICS. Thì theo ý chúng tôi là nó sẽ an toàn hơn là việc dùng khi cần. Thì bà Helen Redo có viết thư và có nói là đang còn xem xét, thì chúng ta sẽ chờ xem cái Gina 2021 này nó có gì thay đổi hay không. Nhưng mà dù gì đi nữa thì quý vị cũng phải thấy rằng là Gina họ rất là thận trọng. Tất cả những thay đổi của họ đều dựa lên trên những cái RCT được đăng trên những cái tờ báo rất là lớn như New England Journal of Medicine, như Lancet, như quý vị đã thấy. Cho nên tạm thời thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét và sử dụng khuyến cáo của Gina. Như thế thì đối với bậc 1 thì Gina đề nghị vẫn là ưu tiên là ICS liều thấp và phocmoterone khi cần. Các thuốc kiểm soát khác thì quý vị có thể dùng ICS mỗi khi dùng SABA,
hoặc là ISS liều thấp mỗi ngày thì Gina không còn khuyến cáo ở bậc 1. Tại vì họ cho rằng là bệnh nhân bậc 1 thì không chịu dùng mỗi ngày, thì chúng ta có thể dùng cách ngày. Đối với bậc 2 thì cũng như vậy, nhưng mà đưa lên cái đầu tiên là ICS liều thấp mỗi ngày cộng với SABA khi cần, và hoặc là ICS liều thấp và formoterol khi cần. Chúng ta có thể dùng kháng thủ thể leukotriene. Đối với bậc 3 thì quý vị lưu ý là bây giờ các cái bậc rất là thấp, ngay bậc 3 thì chỉ dùng ICS liều thấp thôi, kết hợp với LABA hoặc là SABA khi cần, hoặc là ICS liều thấp formoterol vừa duy trì vừa cắt cơn. Thì đây là một cái biện pháp SMART rất là thành công. Và cũng có đề nghị là chúng ta dùng SLIT, nhưng mà sublingual immunotherapy thì hiện giờ vẫn chưa có tại Việt Nam. Các bạn có thể dùng ICS liều trung bình hoặc là ICS kết hợp với antileukotriene hoặc là ICS kết hợp với theophylline ở bậc 3. Đối với bậc 4 thì là ICS liều trung bình cộng với formoterol hoặc là ICS liều trung bình cộng với LABA cộng với SABA khi cần. Ngay tới bậc 4 thì Gina đã đề nghị dùng chiotropium thì rất là mắc, cho nên chúng tôi chỉ sử dụng ở những bệnh nhân bị tắc nghẽn đường dẫn khí gần như là cố định, không mở ra được. Thì mình dùng chiotropium thì nó sẽ mở ra được, nhưng mà nếu quý vị cắt thì nó sẽ đóng trở lại. Vẫn giới thiệu SLIT, ICS liều cao, thêm antileukotriene hoặc theophylline. Lên tới bậc 5 thì đây là một cái bậc hết sức là nặng, hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta phải hết sức là cẩn thận khi mà kết luận một bệnh nhân là bị bậc 5. Thì tôi nghĩ rằng là Gina cũng như tất cả các khuyến cáo đề nghị, thứ nhất chúng ta xem bệnh nhân xịt thuốc có đúng cách hay không, thứ hai có đúng liều hay không, có tránh được cái yếu tố nguy cơ hay không, các bệnh lý đồng mắt đã xem xét hay không, và cái vấn đề thứ năm thì tương đối là nhạy cảm, có thật là bệnh nhân bị bệnh hen hay không. Chúng tôi đã tổng kết ở Đại học Y Dược, một bệnh nhân khó thở đến với mình có tới 26 nguyên nhân. Cho nên bây giờ mà nghe một người chẩn đoán hen mà không có chứng cứ thì chúng tôi cũng rất là ngại. Thì nếu mà bậc 5 thì quý vị thấy là chúng ta có rất là nhiều loại thuốc. Trên cái nền ICS LABA, chúng ta có thể cho thêm chiotropium, chúng ta có thể cho thêm azithromycin. Nhưng mà cái này sẽ gây điếc tức khắc, cho nên xin các bạn dùng macrolide khác. Chúng ta ở Việt Nam thì các cái loại thuốc sinh học thì chúng ta chỉ có một cái Sole mà thôi. Nhưng mà thuốc cũng mắc, mặc dù là đã đưa vào trong bảo hiểm y tế, thì thường thường bệnh nhân chúng tôi chỉ sử dụng chừng cỡ 3 tháng, mỗi tháng khoảng chừng 24 triệu thì thôi, thì không có thể tiếp tục được. Còn tất cả những loại thuốc sinh học khác thì chúng ta chưa có. Đối với bệnh nhân hen 6 và 11 tuổi thì không có những cái thay đổi như trước đây, tức là vẫn chưa đưa tới cái ICS formoterol khi cần. Đối với bệnh nhân 5 tuổi thì cũng như vậy. Và đặc biệt là ở bệnh nhân 5 tuổi thì các bạn thấy là cái bậc 1 này thì nó vẫn còn bỏ trống. Tức là người ta vẫn hy vọng là tới một lúc nào đó thì đứa nhỏ nó hết cái hen, overgrow. Nhưng mà cái chứng cứ này thì không biết được. Và xin quý vị lưu ý cái liều ICS ở Gina 2020 rất là thấp. Rất là thấp so với tất cả các phiên bản khác. Và khi mà điều trị hen thì chúng ta phải điều trị bệnh lý đi kèm. Rất là nhiều bệnh lý đi kèm. Nếu chúng ta không quan tâm thì chúng ta không thể nào thành công được. Lớn nhất thì chúng ta có viêm mũi, viêm xoang và các cái trào ngược. Và nếu mà quý vị điều trị thành công thì sau 2 tuần tất cả đã bình thường. Và những cái đánh giá, những cái yếu tố kết cục thì cái này đều có ở trong Gina hết rồi. Thì xin các bạn tham khảo tiếp, cũng giống như là cái bản của Việt Nam. Và hai cái yếu tố là ô nhiễm không khí và béo phì, lần đầu tiên Gina đưa ra là yếu tố có thể gây ra khởi phát hen, thì xin mọi người chú ý. Gina cũng nhắc tới cái hen và COPD, nhưng mà cái bản này ở trong cái hướng dẫn điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là khả thi nhất. Thế thì như thế thì các cái thay đổi quan trọng nhất của Gina đã được trình bày trong Gina 2019.
Gina 2020 thì chỉ cập nhật của Gina 19 mà thôi, và có thêm các cái phần mới về COVID, về ICS, về cảnh báo tác dụng phụ của Montelukast, chống lấp các tiêu chuẩn đánh giá béo phì và ô nhiễm. Xin cảm ơn hội nghị.